À, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông gợi cho ta nhớ một cái câu chuyện về thêm một năm mới, gợi cho ta nhớ thêm một cái câu chuyện về cuộc đời của một con người. Một con người ban đầu sinh ra thì đầy những lo toan. Mấy anh nhậu thì bảo rằng là khi mà bé mà chuẩn bị mà có baby á, thì ba mẹ lại lo. Lo nào là cho bé phát triển nè, mẹ phải lo bác sĩ nè, rồi lo thuốc men nè. Khi bé chuẩn bị chào đời thì lo bác sĩ nè, rồi lo quần áo nè, lo sữa, rồi nhất là cái giai đoạn mà bé dưới 1 năm tuổi thì đầy những cái nỗi lo, lo là bé bị ngạt sữa, rồi lo cho bé không đủ ấm, tại vì bé chưa biết nói cho nên lo đủ thứ. Lo cho hàng tháng bé phát triển có bắt kịp cái tốc độ, cái kênh của mẹ hay không. Rồi khi bé lớn lên một tí xíu nữa thì lo chuẩn bị tiền cho bé vào học để mẹ còn đi làm. Rồi lo gửi bà, lo gửi các cô. Tuy nhiên là gửi các bà, các cô thì cũng phải rất là sợ là các bà, các cô bị bạo hành. Cho nên bạo hành cho nên lại thêm một lần công đoạn nữa là lo. Lo bị bạo hành cho nên lại thêm một lần nữa là lo tiền cho các cô. Lo học cái trường điểm. Đó là cái giai đoạn hết 5 năm học mẫu giáo. Rồi thì tới lên lớp 1 thì chuẩn bị cho bé học Anh văn nè, học đàn nè. Rồi ra ngoài sợ rằng là bé lo, tết nhất thì lại lo cho bé đồ mới, con mình thì có phải lớn hơn con người ta hay không. Rồi lên cấp 2 cũng thế quý vị và các bạn. Lên cấp 2 lại thêm một cái cuộc chiến càng lớn nó càng cao. Tôi có một người em bảo với tôi rằng là hai vợ chồng em làm công nhân, thì khi mà em làm công nhân như vậy thì mọi người nói thôi ráng đi, bây giờ con nó đang học lớp mẫu giáo thì lớn tí xíu nữa thì cái chi phí nó giảm xuống rồi để dành dụm. Tôi bảo với em rằng là làm gì có chuyện lên là chi phí nó giảm xuống, chi phí nó tăng không tăng thì làm sao giảm xuống. Rồi lớn hơn tí xíu nữa, nếu nhà có điều kiện thì cho con học hết lớp 12. Nếu nhà không có điều kiện thì cho con học đại học. Thêm một cái cuộc chiến vào đại học. Xã hội Việt Nam nhiều cái nỗi lo lắm quý vị và các bạn. Tôi cũng nằm trong cái vòng xoáy đó. Và tất cả mọi người cũng đều giống như nhau. Mở mắt là lo. Bước ra ngoài đường thì mặc một đồ như phụ nữ chúng tôi thì cũng muốn khoác lên cái đẹp, cho nên nó đeo nữ trang thì lại sợ bị giật, điện thoại xịn thì cũng sợ bị giật, mà giật nó còn phải ảnh hưởng tới tính mạng nữa chứ. Rồi tiếp tới là sợ đi ra ngoài đường xe thì lại sợ mấy chú công an, rồi lo sợ những cái phương tiện giao thông. Đây đấy quý vị và các bạn, một cái con người sống trong một cái xã hội. Rồi lễ Tết thì các chị em lại so đo chồng người này chồng người kia, mệt mỏi lắm, không phải là chuyện đơn giản. Ngày 1, ngày 2 quý vị và các bạn có thể cảm nhận được từng cái nỗi lo thường trực. Và sáng 11 Tết thì gia giảng rằng là con người đầy những nỗi lo.
cứ hỏi một cái người xem có ai không có nỗi lo hay không, thì xin thưa là không. Bé nhỏ thì nó có nỗi lo của nhỏ, và bé lớn thì nó có nỗi lo của lớn. Thôi thì bây giờ tạm gác cái việc cơm áo gạo tiền một chút, phong cảnh vùng quê nha quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn xem những cái năm đầy đủ. Tôi muốn mượn cái đu đủ này để chúc cho quý vị và các bạn một năm sung túc đầy đủ, và năm sau cái tài chính của quý vị tăng gấp đôi. Những người xem video này xin trân trọng cảm ơn.